tục bài tập nghiêng gậy gậy dài với eo lực. Rồi chúng ta chuẩn bị nhá, hai chân khép, hai chân khép chặt là hai mũi chân khép đứng ngực và nghiêng bên trái, nghiêng một nghiêng bên trái, gậy sát vai như thế này các bạn ha, gậy sát vai nghiêng hai lên hít sâu. Bắt đầu đi các bạn, mười lần hai nhịp, lên thở hai nghiêng sâu hấp bụng thở hai thở hai nở hít đều. Cho thật là đúng ha. Bây giờ
chạy vào thách chân, thách chân trốn cái chân bên phải, thách cái chân bên trái, như người ta là đó là mình xem là cái đầu chúng ta sẽ nghiêng theo tự nhiên, đường cong eo nó đi tới đâu thì mình sẽ xuống tới đó, các bạn sẽ đánh vào cái eo bên cái eo bên trái và khi nghiêng sâu như thế này, đầu gậy lên trên thì chúng ta sẽ đánh sâu cái sườn bên phải eo và đường. Rồi chúng ta chuẩn bị y như vậy nha, đi 10 lần 2 nhịp, 10 lần 3 nhịp, 10 lần 3 nhịp, kép để mở tóc chân. Chúng ta đi luôn cái cơ đùi khỏe, chúng ta đứng như thế này không cũng được. Bây giờ chúng ta xuyên một chút xíu xuống, mở tóc và kép lại. Đi, thở, hít, thở, hít, và, này, quay sắp thôi. Này, rất đẹp, này, đúng rồi, trụ quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
12 chúng ta chuẩn bị ra đánh bảo toàn. Chúng ta đi bằng tập này rất là đơn giản và các bạn chỉ cần tách rộng chân ra. Tách rộng chân ra thì chúng ta sẽ cần ra phần nữa. Đồng ý nữa. Rồi hai mũi chân tách về. Hai mũi chân tách về. Lên gặp nguồn gốc thì các bạn nguồn gốc từ thế này. Các bạn nhìn thẳng. Thì các bạn nhìn nghe. Lên gặp nguồn gốc. Vai sát gậy. Gậy sát vai. Chúng ta đánh cắt chéo từ trái sang phải, từ trái sang phải, mắt nhìn theo gậy, chuẩn bị để đặt xuống, thở hít, thở hít, thở hít, thở hít đều 3, 2, 4, 2, 5, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10. Thôi hít sâu thở ra, chờ một chút các bạn ha. Cô chỉnh lại một vài chút xíu cho nhìn nhìn nào. Các bạn bắn bằng cơ vai, bắp vai, vùng gốc, tư thế vùng gốc, ok. Rồi các bạn sẽ đến cắt cái tay. 1, 2, 3, 2, 4, 5. Cái lưng thẳng, không cho cái lưng bắp bên bên trái, bên bên phải các bạn. Giữ chặt lại nha. Thì các bạn mới vào được cái bắp vai của mình. Bắp vai làm chắc tay lại các bạn. Cái này là do Lê Dương làm biết. Không có tập á. Giờ mới bắt đầu về chiến đấu. 8, 2, 9, 2, 10, 2, 10. Hết sơ tở ra. Đẩy em ra một ngày 20 lần 20 là các bạn đã đủ. Làm cho sang chắc rồi. Chỉ dành cho 5 phút với bài tập này. Hết sơ tở ra. Hết sơ tở ra cho Lê các bạn đó. 1, 2, 3, 4 đẩy hông, hơi, hơi, bỏ, vui, hít sâu thở ra. Giờ chúng ta chuẩn bị lấy thảm đi vào bài tập nằm. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập kế tiếp là bài tập eo nằm. Chúng ta sẽ tập bụng dưới và bụng trên. Đầu tiên, chúng ta tập lưng về trước thư giãn. Xuống, nhúng, 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 ép giữa đường. 1, 2, chúng ta thư giãn thân nha. Rồi giữa đường. Mũi chân, nắm lên cái mũi chân vượt sâu vào người. Dựng mũi chân lên, vượt sâu vào, hạ lưng xuống. Thở ra, và lên hít sâu. Hít sâu, buông tay lên, hạ xuống, thở ra. Thở bạn nằm xuống. Trước khi đi vào bài tập bụng, các bạn lên tới nhịp thở giống như Lê Duyên, các bạn sẽ thở
sẵn mình vừa sẵn lại đây để nhà nghe. Mấy giờ đây là chị? Tớt 12 giờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi thôi cố lại nào. Hết vô 10. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi nếu có 10 người chưa làm vấn đề, đây là những động tác cơ bản. Động tác cơ bản kế tiếp là hai tay đánh lên, chúng ta đi phần eo lưng. Rồi trái. Trái. Đặt chân lên, bụng lên và eo lưng trái. Rồi không phải là mà hít sâu nữa là hít sâu nữa là yeah.
1, 2, ta hạ đầu xuống, dùng tay đẩy bắt người ra. Hít sâu, đưa người lên bỗng tay lên nền. Hít và thở ra. Đổi bên các bạn, đổi bên. Nhìn một lên trên vùng gót, giống như vậy. Nhóm chúng ta hay nhớ để ý, các bạn nhớ để ý. Chúng ta sẽ đi vào phần bụng dưới. Vì thế cho nên, các bạn nhấn chân lên từ từ, chứ chúng ta không đá lăn ha. Nếu đá lăn như vậy thì dễ quá, chúng ta sẽ đi có 4 căn bệnh mà không biết mệt. Nhưng mà đứng vào bài cơ bụng, dùng cơ bụng đưa lên. Chúng ta đưa lên từ từ và hạ chân từ từ. Nhớ mới chúng ta có thể chạm sàn, đóng dậy ha. Chạm sàn, ngón cụ chúng ta kẹt. Chuẩn bị lên. Thở xuống, hít lên, thở xuống, hít. 3, 2, chậm, 1. Cứ một hơi mạnh bình ngại ngồi, bình mắt khỏe các bạn ha. 2, lên. 3, 2, lên. 3, 2, lên. 3, 2, móc từng phải. 2, lên, 10. Bật thân lên, giữ chân, chân giữ thẳng. 1, áp tiếp tục lại. 5, buông tay lại. 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, thôi. Bây giờ con đi với lại. Xin lỗi nha, các bạn mấy nhà người ta. Tại sao chúng ta đang chơi cái bắt người như thế này? Nếu chúng ta dùng cái ngón tay đẩy vào bắt, khi cơ với ích trở lại xuống, nó sẽ làm cho cơ vừa mình giãn ra, giãn ra nó trở lại. Hít sâu trở lại. Bài tập thứ hai dành cho nhóm bụng dưới. Bây giờ chúng ta lên cả hai chân lên, thở xuống, hít lên, một lên, thở xuống, hít lên, ba lên, thoát bụng dưới, lên thở, năm lên, sáu lên, bảy hai tám, thoát bụng này lên, chín hai mười, che bụng, bật cái tay lên, ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Nhớ mới nghỉ, nhớ cổ hạ chân ke, toàn thân một năm tám bảy tám chín mười. Một, giấc
một, hai, thở, hít, bỏ, hai, bật hơi thở, xuống, bật hơi thở, xuống, bật hơi thở, xuống, hít, tám, hai, chín, hai, mười, thôi, hết sơ thở là, lên hết sơ thở, thở là, quay mặt lên nha. Thở ra, hít xuống, thở ra, nghiêng bên trái ép, 1, 2, 3, 4, 5, xuyên lưỡi, vòng lên, mở tay ra, thở ra, nghiêng bên phải ép, 2, 2, 3, 4, 5, xếp thành tay, vòng lá, xoay lưỡi, nghiêng vai mở ra, thở ra, hít xuống thở ra. Chúng ta đã tập xong bài bụng trên, bài bụng dưới. Bây giờ chúng ta đi vào phần ngực, lưng bụng. Các bạn nhìn kỹ ha. Gối, eo lên trên một đường thẳng. Hai gối khép lại. Bàn tay chúng ta không chống dài như thế này. Bàn tay chúng ta chống thẳng. Tất cả nguồn gốc duỗi cái chân cái là mắt nhìn thẳng các bạn. Rồi, nâng chân lên bằng mông. Hít sâu. Thở ra. Chuẩn bị nhá, 10 lần hai nhịp. Nâng chân lên bằng mông. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5. Số những cái duỗi chắc, duỗi mũi chân chắc. Hít, thở, mướn giữ luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn xem ha, thư giãn. Chúng ta bắt đầu kỳ cái gối sâu, kỳ gối bạn xuống, trôi người ra, như vậy. Hít sâu vào ra, rồi qua gối lại. Lâu quá, Lê Dương mất dạy, Lê Dương quên mất nói với các bạn, là chúng ta với động tác này, chúng ta sẽ đi lên và hít. Mất dạy là không có được đi dạy đó, chứ không phải là Lê Dương mất dạy hả? Ok, nhìn nè, nhớ các bạn, là một hơi cái tay của chúng ta có khuynh hướng chạy ra chỗ khác. Mình bắt nó trở về ha, vuông gốc. Rồi, vuông gốc, tất cả đều vuông gốc. Mũi chân phải giữ ra, duỗi ra. Ok, giữ cái người thẳng. Lên lên bằng mông, 1, 2, 3, 4, 5. Thôi, chú ý các bạn ha. Lên lên, đây là lên lên chúng ta đi nhịp hết. Khác với phần, không khác với một cái phần đứng. Lên hết nào, xuống thở, để hết, thở, hết, thở, 3, 2, 4, 3, hết, bằng 3, bằng 5, bằng 1, 2, 7, bằng 1, về 1, 2, 9, 2, 10, thôi, cái giữ hợp với nhau, ok, 1, 2, 3, 4, 5, thư giãn nè, vì cái gối dài xuống, rồi ngồi lên các bạn, chúng ta đi bài tập lưng bụng để chống đau lưng nha. Bởi vì chúng ta dùng cái gì cũng phải đau lưng hết. Chúng ta không chúng ta lưng lại, đầu gập xuống, thấp bụng lên. Tới lần 11, các bạn sẽ hít sâu và thả lỏng cơ lưng xuống, ngẩng đầu lên. Đây là lượt 2. Thở ra. Lên cuộn lưng, thấp bụng, hít. Thở ra. Hít. Thở ra, một lần hai nhịp. Thở ra, lên hít, xuống thở ra, 5, 2, 6, 2, 7, 2, lên hít, 8, thở ra, 9, 2, 10, không nên giữ được. Thôi, thả lỏng xuống. Thôi, hít sâu thở ra, ngồi lên hai vuông gốc các bạn, ngồi lên gốc, thả lỏng người ra, 1, 2, 3, 4, 5, thôi, hít sâu thở ra các bạn, ngồi lên. Chúng ta tập một chút xíu yoga ha, thư giãn. Rồi, các bạn xếp bằng, cái chuyện ngồi này là ấn
ngồi để coi cái tư thế thôi. Rồi, các bạn muốn thư giãn một cách thoải mái thì nào, hít sâu, hai bả vai chúng ta đưa ngược ra sau và vòng tay lên hít, buông tay nhẹ nhàng xuống, thở ra, mắt nhìn thẳng phía trước nào, lên mở bả vai hít sâu, buông lên đẩy cánh dưới vậy đó, thở ra, hít sâu, vươn ngực lên các bạn, thở ra. Lần cuối cùng các bạn giữ lại vai nào, hít sâu thoát bụng, duỗi con mũi chân lên luôn, thở ra nhẹ nhàng, hít sâu thở ra. Rồi các bạn chuẩn bị bài tập 1, thả lỏng tay lên hai đầu gối của mình, lưng thẳng, hít sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng, hít thở ra, lần hai hít thở ra, lần cuối hít thở ra. Bây giờ các bạn sẽ hít 10 lần, giữ lại trong phổi, hít sâu bằng mũi và giữ lại, chuẩn bị nha, thả lỏng tay trên đầu gối, thẳng lưng, vươn ngực, mở hết ngực ra, hít thật sâu, ép sâu vào vùng phổi, hít sâu, giữ, thở ra. Lần hai các bạn giống như vậy, hít thật sâu và giữ lại 20 nhịp. Rồi nhớ nha, các bạn thả lỏng, hít sâu, nhắm mắt lại, chuẩn bị, hít sâu, giữ,